Thưa quý vị và các bạn, bệnh nhiễm não mô cầu là một bệnh nhiễm khuẩn nghiêm trọng, không như bệnh viêm màng não do virus. Bệnh nhiễm não mô cầu có thể lấy đi sinh mạng của trẻ nhỏ đang khỏe mạnh chỉ trong vòng 24 giờ sau những triệu chứng đầu tiên xuất hiện. Để giúp cho quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về triệu chứng cũng như là nguyên nhân gây bệnh và các cách để phòng tránh căn bệnh này, trong mục phổ biến kiến thức y tế hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay bác sĩ Hoàng Hữu Việt, trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cùng trao đổi về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, thưa bác sĩ, trước hết xin hỏi bác sĩ là bệnh nhiễm não mô cầu là gì? Bệnh nhiễm não mô cầu là một bệnh truyền nhiễm gây dịch do vi khuẩn não mô cầu gây ra. Bệnh thường gây lên hai bệnh cảnh chính là viêm não, màng não do não mô cầu và nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu. Trên một bệnh nhân thì có thể có một bệnh cảnh hoặc hai bệnh cảnh, cả viêm màng não kết hợp với nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu. Bệnh thì rất là tiến triển rất là nặng, rất nhanh, có thể gây sốc mà dẫn đến tử vong trong vòng 24 giờ nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Vâng, vậy thì đâu là nguyên nhân mắc bệnh nhiễm não mô cầu thưa bác sĩ? Tác nhân gây bệnh là do vi khuẩn não mô cầu gây lên. Dựa vào đặc tính kháng nguyên polysaccharide của vi khuẩn thì người ta chia làm 13 tuyếp huyết thanh. Trong đó chủ yếu có 6 tuyếp là có thể gây thành dịch. Tuyếp A, B, C, W135, Y, X, Y. Vi khuẩn có sức đề kháng yếu. Bên ngoài cơ thể thì vi khuẩn chỉ có thể sống được trong 30 phút ở nhiệt độ 56 độ C và trong 10 phút ở nhiệt độ 60 độ C. Và vi khuẩn thì rất dễ bị tiêu diệt bởi các cái tác nhân, bởi những cái yếu tố vật lý hóa học thông thường như là những chất tẩy rửa, những thuốc sát khuẩn thông thường. Bệnh thì lây truyền qua đường hô hấp, chủ yếu qua việc tiếp xúc trực tiếp giữa người lành với nguồn bệnh do hít phải dịch tiết từ mũi, từ họng, hầu bắn ra từ người bệnh và người lành mang trùng, và lây truyền mà thông qua đồ vật thì rất ít khi xảy ra. Đối với người bệnh, khả năng lây truyền có thể từ vài ngày trước khi mà khởi phát bệnh cũng như là sau 24 giờ sau khi được điều trị đặc hiệu. Mọi người đều có thể cảm nhiễm với vi khuẩn não mô cầu. Tuy nhiên thì tuổi càng cao thì mức độ cảm nhiễm càng yếu. Vâng, như vậy là viêm màng não mô cầu nguyên nhân chính là do từ người chuyển sang người, đúng không thưa bác sĩ? Và cái đối tượng mà dễ bị nhiễm nhất đó là trẻ nhỏ, đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì thưa bác sĩ, bệnh này thì có những cái biểu hiện hay là những cái triệu chứng như thế nào? Sau khi tiếp xúc với bệnh nhân hoặc là sống ở trong một cái môi trường tập thể, ví dụ như nhà trẻ, trường học, trường mẫu giáo, doanh trại quân đội hoặc ký túc xá, từ 2 đến 20 ngày, trung bình là 4 ngày, mà xuất hiện các cái triệu chứng như sau thì có thể nghĩ đến bệnh nhân bị nhiễm não mô cầu. Bệnh nhân sốt cao, đột ngột, đau đầu, đau họng, mệt mỏi, đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn táo bón và gáy cứng, trẻ nhỏ thì có thọp phồng và gáy mềm. Bệnh nhân có thể có rối loạn ý thức, ly bì, kích thích, vật vã, có thể có co giật hoặc là hôn mê. Với những một số cái thể mà có nhiễm khuẩn huyết nặng thì bệnh nhân thường có ban xuất huyết hoại tử hình sao. Những cái ban này xuất hiện sớm mà lan nhanh và phần lớn thì tập trung ở hai chân. Tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng như mạch nhanh, huyết áp hạ và nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc. Huyết áp có thể là hạm hoặc là kẹt. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì khi mà mắc bệnh nhiễm não mô cầu thì những cái hậu quả nó để lại là như thế nào? Bệnh thường để lại những di chứng nặng nề như điếc, như liệt hoặc là chậm phát triển tinh thần với tỷ lệ rất là cao, từ 10 đến 20%. Đặc biệt là bệnh có tỷ lệ tử vong cao, từ 8 đến 15%. Vậy thì theo bác sĩ thì cái bệnh này nên phòng tránh như thế nào? Để phòng bệnh nhiễm não mô cầu thì chúng ta cần thực hiện tốt việc vệ sinh cá nhân như là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nước sạch, súc miệng, họng bằng các cái thuốc sát khuẩn thông thường. Chúng ta cần ăn uống đủ chất dinh dưỡng, tập luyện thể dục thể thao để nâng cao thể trạng. Thực hiện tốt vệ sinh và thông khí nơi ở, nơi làm việc. Chúng ta cần tránh tập trung và tụ tập ở chỗ đông người, tránh tiếp xúc với bệnh nhân và người nghi ngờ mắc bệnh nhiễm não mô cầu. Khi mà phát hiện các cái dấu hiệu nghi ngờ bị nhiễm não mô cầu như sốt cao, đột ngột, đau đầu, nôn và nôn, buồn nôn và nôn, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Chủ động tiêm phòng vaccine tại các cơ sở y tế. Tiêm vaccine có hiệu quả tốt nhưng phải thực hiện đúng theo chỉ định
của bác sĩ. Tùy loại vaccine có thể tiêm từ lúc trẻ được trên 3 tháng tuổi hoặc trẻ lớn hơn. Tiêm trong cho người mà đang sống trong vùng dịch hoặc là phải đi đến vùng dịch. Những người sống trong cộng đồng khép kín hoặc cộng đồng mà có báo cáo những cái ca bệnh nhiễm não mô cầu. Quý vị và các bạn thân mến, qua cuộc trao đổi vừa rồi thì chúng ta phần nào có thể hiểu rõ hơn về bệnh nhiễm não mô cầu cũng như là cái cách để phòng chống căn bệnh này. Mục phổ biến kiến thức y tế của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Vâng, và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi.